Các bạn ơi, hôm nay sẽ trở thành <laughs> <Còn đế> chưa? <laughs> <laughs> anh là hot fun boy Anh sống trong gia đình rất nghèo Lớn lên với nhiều trông gai Nên bây giờ anh rất đẹp trai Nhưng chưa hề yêu ai Vì gặp ai anh cũng bye bye <laughs> Ôi trời ơi cái gì thế không biết Trời ơi Oh my god Ôi các bạn ơi Bê Quỳ Thành hôm nay dở hơi Lại còn ngồi ở dưới nhà để hát các bạn ạ Làm mình đang trong giấc ngủ chưa say Ơi là say Thế mà Bê Quỳ Thành hát giống cả lên Mình làm mình thức dậy mất rồi Trời ơi giọng hát thì như là là bỏ giống ý Chả có gì hay mà cứ thích hát Được rồi đã thế ốc sẽ xuống hát cho Bê Quỳ Thành nghe Trời ơi là trời Bê Quý Thành Anh có im đi không thì bà Đang ngồi đang hát rất hay Thì có người ra bảo im ngay Nhưng mà nó rất là cay Nên bây giờ là ra đấm nó no bằng hai tay Pom pom a Các bạn ơi, ôi, ôi, ông ơi, xin lỗi, đừng đấm anh ơi. Anh chỉ hát thôi mà anh có làm gì đâu. Trời ơi, cái gì mà anh hát ông ổng như là bò giống ấy em mà đang ngủ ở trong nhà mà đang giữa trưa trời nắng trang trang ngồi đây hát cứ như là bị điên ấy ờ anh hát mà như bò giống á anh đang luyện giọng để đi thi giọng hát việt nhí đấy anh là một giọng ca vàng trong làng hát dở à nhầm giọng ca vàng trong làng hát hay thôi 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 bạn đừng có mà chém gió ở đấy nữa bạn hát hay cái gì anh mà đi thi á em cũng đi thi em sẽ là người loại anh Thôi thôi em đừng có mà bốc phét Em làm gì có mà biết hát đâu ờ, em hát em còn nhảy luôn cho anh xem nhá Wow thế em thử hát xem nào Xem có hay hơn anh không Quá hay luôn nhìn đây Ốc là hot văn gơn Ốc là lên trong gia đình bán lợn Ngày xưa rất nhiều đồ ăn nên là giờ ốc béo quay thế nhưng mà ốc không hề ngu si Mà ốc vừa sinh Mà ốc còn sinh ra ôi thôi 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 bạn ơi, ông hát đính tà linh tinh các bạn ạ. Chả hay gì cả. Anh hát mới là hay. Anh là hot văn boy nhá Em là hot hot phần gì có. <laughs> thôi thôi thôi, em sẽ là người loại anh. Anh cứ chờ đấy. Thôi kệ em đấy. Em ra đây làm cản trở cái việc luyện giọng của anh. Anh đi về nhà đây. Anh hát trong nhà còn hơn. Kệ ốc đi các bạn. Ờ kệ anh, em cũng không bao giờ chơi với anh luôn. Cách xít luôn. Nhớ cái mặt đi các bạn dạ luyện giọng một tí cũng không được về nhà hát thì lại om om cái nhà nhà mình mà trong nhà thì nó vang lắm các bạn ạ à. hát xong nó cứ dội lại tai mình mà giọng hát mình thì cứ dội vào tai mình mình nghe khó chịu thôi mình vào ngồi làm video các bạn xem nhỉ các bạn nhớ like video xem quảng cáo đủ ủng hộ anh này ngày chút tiền ăn nhá để, để anh có động lực làm thật nhiều video mới đấy để anh làm video mới các bạn xem lại à, kệ ốc thì các bạn luyện giọng một tí cũng không được rồi hello 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 chiboso ajinomoto bột ngô omo kano Trời ơi, mày qua đuổi Bê Quy Thành về chứ nếu mà Bê Quy Thành còn ngồi đây hát á mình bị ung thư tai mất thôi. Trời ơi, hát đã không hay lại còn hay hát. Là... Mình phải dạy cho Bê Quy Thành một bài học mới được. Đấy mình ra mình thể hiện một tí á. Bê Quy Thành tắt điện ngay, chạy về nhà ngay. Trời ơi, mình thể hiện lại cho các bạn nghe nhá. Ốc là hót văn gơn nhưng ốc không lớn lên ở hoa quả sơn. Ốc là hót gơn và ốc đến từ từ từ... Từ... Ờ... Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả Thiệt à, hay quá Mầu ách Ui Ây ui Ê dì Ây ui Ai Ây ui Ây ui Ây ui Êy 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 Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ừ. Nó không còn hát nữa, mình đỡ nhức tai rồi mình lại đi vào rừng làm việc tiếp đây. Ôi giời, ôi ôi giời ôi. Thật không thể nào tin nổi một con zombie từ đâu bay đến, à nhầm, từ đâu đi đến đánh mình vỡ mồm. May mà mình giả ngất ở bên ngoài nên không có còn đánh nữa. Trời ơi, may thật đấy, mình đúng là thông minh. Thông minh như mình khó bị tiêu diệt lắm. Đáng lẽ mình đã bị đánh chết rồi nhưng mà mình lại giả vừa chết nên lại không chết nữa. Úi giời ảo à, thật đấy các bạn ạ. À. Thật là bực mình, sao là giữa ban ngày lại có zombie ta? Oh my god, đây là nhân vật nào? Ô, oh, một hàm răng vô cùng sắc nhọn và một đôi mắt thật là ngầu các bạn ơi. Hình như là cơ bắp cũng cuồn cuộn luôn. À, mình nhớ ra rồi. Đây chính là Venom các bạn ạ. <laughs> một con quái vật người ngoài hành tinh. Wow, Venom này quá ngầu luôn. Nếu như mình có thể trở thành Venom thì mình có thể đánh cả họ con zombie nhà nó. <laughs> ở đấy mà oai à, ở đấy mà đánh mình à, mình đánh lại luôn. À! Nhưng mà bây giờ anh, venom phải có virus của người ngoài hành tinh mới có thể biến thành cái con này được Nên là mình sẽ phải chế tạo ra cái loại virus đấy các bạn ạ Được rồi, mình sẽ bắt tay vào việc nghiên cứu và chế tạo luôn nha các bạn Wow, hóa ra mình có đầy đủ tất cả các đồ để chế tạo các bạn ạ Ủa, Chắc là cô giáo dạy hóa của mình ngày xưa phải tự hào với mình lắm các bạn ạ Mặc dù ngày xưa điểm hóa của mình có 0,5 thôi hey. Rồi Quá là được Ui rồi các bạn thấy chưa Mình như nhà bác học anh Sten luôn Mình là anh sợ ốc ấy Trời ơi đây Rất là nhiều các loại bình thuốc các thứ Ai là cũng chả biết để vào đâu Dùng đến đâu mình lấy lên đấy nha các bạn Nào um. Ở đây có một vài loài cây độc dược Mà mình đã tìm thấy trong rừng các bạn ạ Mình sẽ dùng cuốn sách ở đằng sau đây Các bạn không nhìn thấy đâu nhưng mà mình nhìn thấy Mà cũng chỉ cần mình nhìn thấy là được rồi Đấy cái lọ màu xanh này này Mình sẽ trộn cùng với cái lọ màu hồng này đấy cái lọ màu hồng ấy mình lại trộn cùng với mấy cái lọ màu xanh nhá. Lọ, trộn cùng cái lọ màu xanh mình chuyển lọ Rồi một vụ nổ đã khiến nhà của ốc còn cái nịt Đấy mà các bạn thấy gì chưa Ốc đã thành công trong việc trở thành Venom rồi Trời ơi ngầu quá đi mất thôi Nhưng mà hình như so với cái con trên tivi Chúng mình xem vừa nãy ốc thấy nó hơi sai sai Nhưng mà bây giờ vẫn là con Venom mà Mình khẳng định luôn là con Venom Các bạn nhìn mà xem rất là nhiều đặc điểm giống Venom nhá đó là người màu đen nhá này răng màu trắng nhá lưỡi thì còn dài nhá này mỗi tội là cái đầu bị làm sao ấy cái đầu sai sai nhưng mà thôi kệ đi để mình sang khoe với anh Bê Quy Thành Hơ, tưởng một mình anh Bê Quy Thành biết chế tạo còn lâu ốp cũng là người siêu vô địch trong chuyện chế tạo luôn ha <laughs> Bê Quy Thành à lu lu thể dục thể thao nâng cao sức khỏe ui, các bạn ơi anh đang tập thể dục thể thao thì anh nhìn thấy con quái vật ở trước cửa nhà anh như các bạn kia ui một con quái vật đi si luôn nó đang đến nhà anh rồi không được anh phải lấy súng ra tự nhiên xuất hiện quái vật trước cửa nhà mình à quá này nó đi đời luôn tính tấn công nhà của anh ư ảo thật đấy bê quy thành bê quái vật biết tên của mình các bạn ạ xin xin vĩnh biệt tôi. biết ai đấy không à đồ quái vật dở ơi không ai chơi tính đến đây bắt anh của thành đi chơi với nó còn lâu đi mấy con quái vật ngu si ôi rồi ôi, nổ bong bóng được cả kinh nghiệm đó các bạn được hẳn ba kinh nghiệm luôn thôi quái vật à không biết bên quy thành một chiến binh siêu lợi hại tới điên dại à đừng có đùa với ninja rùa đừng có đùa với anh bên quy thành <laughs> tuổi gì sánh vai đúng không mấy con quái vật Yêu đuối lại còn thích ra gió. <laughs> à, đi vào nhà tập thể dục tiếp với các bạn ơi. Thể dục, thể thao. Sức khỏe rồi vào, để vào, ngủ tiếp. Nhưng mà không, hôm nay không ngủ đâu. Anh sẽ tập từ giờ tới tối luôn các bạn ạ. À. Các bạn ơi, Bê Quỳ Thành thật là cục xúc Rõ ràng mình chỉ muốn sang trêu anh Bê Quỳ Thành và khoe anh Bê Quỳ Thành là mình có thể chế tạo được Venom thôi Thế mà dám bắn mình, mình phải sang ăn vạ nhà Bê Quỳ Thành mới được à, à, à. Bê Quỳ Thành anh dám bắn đi, em à, em đã làm gì anh đâu à. Bắn người ta chết to xong rồi ngủ à, à Đứa nào đột đứa nhập nhà ta đây Ta vừa tập thể dục mệt, ta nằm ngủ một tí thôi mà cũng hẹn ở Mỹ đây. Ủi lại là em à, ốc à? Sao em không đi sang? Em phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên chứ. Em vào em nói ô ồ dạ dạ dạ, điếc hết cả tai của anh luôn đấy. Anh thích cười duyên không? Em cho anh khẩu súng vào mồm bây giờ. tự gì sang đây tính dọa đánh anh. Em có biết không? Lúc đấy có một con quái vật đến đây á, nó chưa kịp làm gì hết đã bị anh bắn chết rồi đây. Đừng có mà đùa với anh Bú Thành. Ôi giời ơi con quái vật đấy là em mà Em hả ốc làm gì em có xấu như cái con quái vật đấy đâu Cái con gì mà người đen xì đầu lại đỏ đỏ đen đen ảo thế đấy các bạn anh chả biết là con gì luôn ấy Đấy là con Venom đấy Em nó đã chế tạo thuốc hóa học biến mình trở thành Venom Thế mà anh dám giết em bây giờ thuốc hết hiệu lực rồi Anh phải đền cho em đi em cần phải biến thành Venom Trời ơi, đấy mà là Venom cái gì? Đấy là ve chó thì có <laughs> Venom cái gì đâu các bạn xấu xấu lại còn bẩn bẩn làm gì có con ve lầm là như thế thôi được rồi bây giờ anh sẽ đưa ốc và các bạn đi tìm những cái đồ để chế tạo một cái bộ giáp ve nầm cho ốc nha được chưa anh đề như thế được chưa được rồi Hừ, thật ờ. là bực á mình thế thì đi theo anh nghe lên trời ơi giáp ve nầm gì easy game rồi đi theo anh đảm bảo Ô tí mình... có giáp ve nầm luôn cái gì hôm nay không có xe à đi bộ à hôm nay đi bộ thôi thực ra là mình cũng đi xe đấy nhưng mà là xe căng hải là hai cảng đỡ ốc hai cảng hai chân chạy đi <laughs> ui mệt thế này rồi lại còn phải chạy nữa chạy đi chạy đi cho cái giò nó to các bạn dân chơi ơi anh đã quay trở lại rồi đây ông ơi em đâu rồi ôi rồi bê quý thanh ơi cứu em với sao chưa gì đã lọt xuống hố như một đứa ngố này ui anh đi chả để ý gì đến em cả rồi còn bơi nữa Leo lên đây đi thì đã mất công rơi xuống hố thì bơi tí cho mát Mát không? Xem anh đây này Anh nha à, Đến đây anh vẫn còn nhảy được đây này Xem này Anh chỉ làm một lần đấy nhá Bật tôm Đấy. Bòm Ôi rồi ôi Ảo thật đấy Đấy đỉnh không? Anh mới học được môn võ bật tôm ấy Lung tung trưởng Lộn tung chảo luôn ấy Thôi 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 <laughs> Vào việc chính đi Về nom đâu Về nom đầu. Làm gì có Chả thấy gì hết ờ. Ừ. Ốc không thấy trên tay đây à Đấy Venom đỏ luôn nhá Còn có cả đen luôn nhá Bây giờ anh sẽ trở thành con đen đi Cho ốc trở thành con đỏ Này à. Ôi chế, chế tạo lúc nào mà chế tạo nhanh thế Anh á à, Một phát biến ra ngay Chế tạo siêu nhanh luôn Ai cái đồ nhà em ấy mang một đống chất hóa học ra nổ tung cả nhà Ơ <laughs> ờ, anh biết à Hóa ra anh xem lén em <laughs> hiằng người ta. Anh chẳng cần xem anh cũng biết thừa ốc uh, mỗi lần chế tạo các bạn nhà của ốc đều nổ anh tách bành xong rồi bắt anh sáng sửa các bạn. Anh mệt lắm luôn ấy. Được rồi, bây giờ em sẽ biến thành venom đỏ, Chứng tỏ rất xinh gái. Nào xem nào. <laughs> các bạn ơi, đây là một dạng nhá. Dạng này à, xuất hiện một cái đầu venom từ đằng sau uh, người của ốc thò ra. <laughs> cái dạng này có mạnh không? Em thấy dạng này thì tim cũng lên nhiều ấy, nhưng mà không biết có mạnh thật không ấy. Ừ, còn anh nhá có cái đầu màu đen chìa ra đây này đấy đỉnh không đỉnh không ốc, ốc. <laughs> ờ cũng được đấy nhưng trông, mà nhìn hơi ảo trông buồn cười nhỉ ốc nhỉ ờ mà mặt con ven đùm này nhìn nó cứ ngu ngu nó cười cái gì không biết nữa à chắc nó cười bê quy thành nó bảo bê quy thành xấu trai thế nhỉ cười em thì có ấy <laughs> trông, ờ? <laughs> trông ngu ngu như ốc vậy <laughs> anh ơi hình như em có thể nhảy cao hay sao nhỉ Ờ, ừ, chúng ta có khả năng nhảy cao này, sát thương lớn này Để im anh xem nào Wow, còn tim máu được tăng này Như vậy bị đói à Wow, tấn công cũng tăng luôn nha ông nha Rất là mạnh đấy Rồi, em bị đói quá, đang sắp chết tôi đây này Ờ, ừ, hình như là mình rất nhanh bị đói đó các bạn Ui, ui, đói, 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 đói. Nhưng mà hồi máu cũng nhanh mà Thế đưa cho em ăn đi Đấy, ăn quả táo cho bớt ngáo đi ông ơi rồi bây giờ sẽ thả thử cái con người heo đây xem nhá, ông ơi, em thử đánh con người heo xem nào ốc người heo người heo wow ốc đấm hai phát nó chết luôn các bạn rơi ra hột vàng luôn các bạn nhưng mà em lại đói rồi đói nhưng mà có bị mất máu không có chứ ồ bị mất máu à thôi thì kệ em <laughs> đây thế thì em ăn thì con sâu này đi <cười> <cười> ông ơi thế em đừng châu. em đừng dùng kiếm dùng tay đánh nó ấy rồi Trời ơi Cái giáp Venom của em đâu hả ốc Em không biết Ủa rồi, Giáp Venom của ốc biến mất rồi hả Để anh giúp ốc pòm, pòm. Thấy chưa Thấy có giáp Venom vào Nó mạnh hơn chưa Ồ ừ, giáp Venom của em biến mất rồi Ui rồi! bê quý thành hóa ra Chắc là mua giáp Venom trên Shopee Hàng pha ke rồi Mới dùng Giết được có hai con người heo Đã mất sạch cả giáp <laughs> Không Đây là dạng một Được rồi Bây giờ à Cho ốc giáp full người luôn Đây Mặc đi Mặc vào cho các bạn thấy độ ngầu của em đi Đấy Wow các bạn ơi Ông đã trở thành Venom đỏ rồi Eo ơi Venom đỏ đói quá Mau cho cái gì ăn đi Eo ơi Đói kẹ lưỡi đó các bạn ạ à. Quái vật thì có Trời ơi sao anh thấy cái con Venom nó giống quái vật hơn nữa các bạn ạ à. Trời ơi quái vật đói ăn luôn Đấy ăn đây Cho có một quả táo đồ kiệt sỉ Nhà có gì đâu Có mỗi táo thôi Đây cho mấy quả nhá rồi bây giờ này cho em một bầy người heo chiến đấu đây ăn rồi phải chiến đấu đây ăn còn đói lắm chiến đấu cái gì ừ, về nùm táo vàng nha các bạn <laughs> về nùm hàng pha ke được rồi sẵn sàng chiến đấu với bọn người heo ui rồi chúng nó rơi xuống nước rồi nó trốn đấy rồi thế rồi mất giáp về nùm rồi Ôi <laughs> các bạn ơi, ông đúng là đồ pha kia, mặc giáp Venom và chỉ có hỏng thôi cứu em với người heo đuổi nè rồi ốc đang bị người heo đuổi đúng không bây giờ anh sẽ giúp ốc anh sẽ trở thành Venom đen Bòm. ở đây nhá anh có một cái khiên màu đen này và một cái lưỡi hái đấy chưa trên tay đây này rồi bây giờ anh sẽ giết chết con người heo này mày à. chắc chắn chắc chắn là anh ngầu rồi anh dùng hàng riu còn cho em cái đồ màu đỏ pha ke hỏng rồi <laughs> đấy là người em mà không hợp biết chứ người em là người pha ke còn giáp anh là giáp riu Giáp hưu mà mặc vào người pha ke thì chỉ hỏng giáp thôi nhờ các bạn nhờ Đây ở đây còn cái khiên Anh sẽ thử lại nhá Thả con này ra này Một con sâu nữa Rồi nó sẽ, đuổi, nó sẽ đuổi anh Đấy anh sẽ dùng khiên đỡ Đó các bạn ơi Máu của anh hồi lại luôn các bạn ạ Đấy khả năng hồi máu rất là cao luôn Rồi con này nó cắn anh đúng không Anh bây giờ chỉ cần đấm nó Một hai ba cái Ba phát con trâu chết xịt khói luôn ốc Trời ơi ngầu thế Tất nhiên rồi. Anh là ai? Là ai hả Ốc? Anh là ai? Anh là Venom Điện xì Thẹ lưỡi màu đỏ. Trông rất là ghê gớm. Này. Đúng không? Em không biết đâu. Anh phải cho em mượn bộ giáp màu đen cơ. Thôi được rồi. Đây. Cho em mượn mặc thử. Gớm. Cứ đòi mãi. Này mặc đi. Ốc <laughs> <laughs> wow. ơi cái lưỡi của em thì ra ngoài rất là dài luôn <cười> <cười> thấy ngầu chưa VNM cầm kiếm VNM ơi một bầy trâu này ăn thịt VNM luôn ôi 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 nó ăn thịt cái luôn các bạn ui ông đánh hết bầy trâu này hả ông đánh hết rồi dùng cái lợi hái của anh nó lợi hại kinh khủng luôn ấy yeah ông okay. ơi em lúc đấy không mặc được bộ giáp đỏ xem em mặc giáp đỏ này ngầu này còn gì nữa Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiêu diệt quái vật trong thế giới Minecraft. Ôi giời ơi, ốc đứng thấp hơn anh này các bạn này. Đấy, bộ giáp đỏ này à, cho mình chiều cao với cả mấy cái xúc tua đằng sau rất là lớn luôn. Trông ngầu hôm này còn gì? Ôi thôi thôi, bây giờ ốc trở thành bá chủ của game Minecraft. Xin chào và hẹn gặp lại. Ơ, ờ. quái vật. À, 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 à các bạn ơi, bộ giáp đỏ này <laughs> nhanh hỏng thật đấy. <laughs> thôi, có lẽ là bây giờ dừng video tại đây thôi. Hôm nay anh đã cho ốc và các bạn thấy là anh Bưu Thành và Triệu có thể trở thành Venom trong Minecraft đấy có bạn nào muốn trở thành Venom không thực ra Venom là quái vật thì sao nhỉ các bạn nhỉ trông nó đáng sợ rồi đấy đi ra ngoài đường mà gặp quái Venom chắc đánh chạy mất dép thôi bye bye các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn video lần sau